Trương Dịch hùng hồn lên tiếng hỏi đám người kia, "Các người đang làm gì ở đây? Các người muốn gây chiến với căn cứ Tây Sơn bọn ta?" À? Đám người này liền xua tay từ chối, "Đừng hiểu nhầm chúng tôi, chúng tôi chỉ đến để xem kịch vui thôi. Bái Tuyết Giáo luôn luôn theo chủ Trương Hòa Bình, đương nhiên là không muốn xung đột với bất kỳ thế lực nào khác." Tên của căn cứ kia thì liếc nhì không được vui cho lắm. Ngay tức khắc người của Bái Tuyết Giáo liền rời đi, hắn ta vừa đi vừa lớn giọng góp ý, "Nếu hai người có điều gì cần trao đổi, thì vui lòng thực hiện theo từng bước." Tên đội trưởng bái tuyết giáo rời đi mà khẽ cười nham hiểm. Tôi không có hứng thú tham gia vào cuộc tranh chấp của các căn cứ. Dù sao thì mình cũng không thể vào trong được, cho nên vội vàng xung đột sẽ chỉ mất nhiều hơn chứ không có lợi. Phía bên này tên đội trưởng kia lên tiếng hỏi, "Căn cứ Tây Sơn bây giờ không phải đã bị phá hủy rồi sao? Tàn quân của căn cứ Tây Sơn các ngươi còn dám ở đây nói nhảm?" Trương Dịch thầm nghĩ, mình không thể ngờ được rằng điều này nó xảy ra khá nhanh. Cậu bèn đáp lời đối phương, "Bây giờ các người đã nhìn thấy căn cứ Tây Sơn bị phá hủy." ở đây các người không cần phải nói mỉa mai nữa các ngươi muốn làm gì thì làm trương dịch quay người chuẩn bị rời đi cậu thông báo cho cả hai đi nào trong lòng cậu đã suy tính dù sao thì mình cũng không thể ra tay với hai nhóm người trước mặt bây giờ chúng ta giả vờ rời đi đợi bọn chúng rời đi rồi chúng ta mới quay lại tên kia lớn giọng quát đứng lại tôi cho phép mấy người rời đi rồi hả trương dịch quay người lại hỏi chúng tôi không muốn gây rắc rối nên các người cũng nên biết cách cư xử để không cảm thấy khó chịu với chúng tôi tên đội trưởng kia cười nham hiểm mà đáp lại các người không biết chuyện gì bây giờ đang xảy ra hắn ta dùng dị năng tạo thành một ngọn lửa cháy trên tay hắn ta tuyên bố nếu căn cứ tây sơn đã bị phá hủy mà các ngươi vẫn còn có thể sống sót thì chắc hẳn các người đã mang đi rất nhiều vật tư đúng không từ xuân lôi bất ngờ thốt lên người dị năng hắn ta đe dọa chương dịch đúng vậy tôi là người ngoại quốc tôi nghĩ các người ắt hẳn đã nghe nói đến sự tồn tại của người ngoại quốc đối với tôi mà nói giết những kẻ như các người cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy hắn ta bước lại gần đến phía trương dịch mà nói thẳng vấn đề đừng có nói nhảm nữa mau giao vật tư ra đây rồi mau cút đi trương dịch liền nhắm mắt lại rồi thở phào nói chật chật vô dĩ ta không muốn gây rắc rối nhưng các ngươi lại muốn tìm cái chết trương dịch tuyên bố các ngươi thì có thể làm gì được ta cậu nói xong liền sử dụng kỹ năng đặc biệt của dị năng tên đội trưởng ngoại quốc kia lập tức dính đòn đầu hắn ta rời khỏi cổ trong sự bất ngờ của hai tên lính bên cạnh cái đầu của hắn ta ngay sau đó rơi bụp xuống mặt tuyết chú mèo biến dị hoa hoa nhân cơ hội hai tên kia chưa kịp định hình chú mèo hoa hoa hóa khổng lồ rồi lao tới tấn công hoa hoa dứt khoát cắn một cái đã có thể nuốt trọn đối phương tên còn lại số phận cũng tương tự hoa hoa nhai ngẫm nghĩa như ăn rau xanh vậy ngay lập tức hoa hoa liền nhổ ra có vẻ như là rất khó ăn trương dịch nhìn mà đưa ra kết luận có vẻ như chỉ có một người dị năng trong nhóm người này trương dịch bèn bước tới mà hút lấy dị năng của tên kia thật là đáng tiếc chỉ là một người dị năng vừa mới thức tỉnh từ Xuân Lôi phía sau lưng anh lên tiếng, "Đúng vậy, một tên kiêu ngạo, thật sự cho rằng nhờ siêu năng lực mà hắn cho rằng đã bất khả chiến bại sao? Hắn đúng là đáng chết." Trương Dịch trả buồn nói liền suốt cái đầu của hắn ta sang một bên rồi đáp lời Xuân Lôi, "Đây là những gì mà các ngươi chưa từng trải qua, cứ tưởng các ngươi mạnh thế nào chứ?" Trương Dịch liền thu xác của bọn chúng vào trong dị năng không gian, cậu khẽ cười nói, "Có vẻ như căn cứ Triều Vũ chưa trải qua trận chiến quy mô lớn nào cả, cho nên người dị năng ở cấp độ này họ đã cho rằng là rất mạnh." xong việc cả ba chú cháu trương dịch tiến đến căn cứ tây sơn trương dịch ra hiệu đi thôi chúng ta nhanh chóng tiến vào căn cứ tây sơn thu dọn hết đồ đạc vật tư bên trong không nên ở lại đây quá lâu